Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food của bọn mình nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình đang có mặt tại quán Thế Với Bò của chị Mai và anh Dương cả nhà. Thì địa chỉ quán Thế Với Bò là số 6 Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4 cả nhà. Đây là cô chủ nha. Thì em chào chị Mai. Quên, bây giờ mình sẽ giới thiệu tất cả mọi người trong bàn cả nhà. Thì hôm nay là một cái gọi là cái đại hội võ lâm cả nhà ơi. Hôm nay là mình chơi tới sáng luôn nha cả nhà. Đó, thì ở bên đây thì có anh Ken. Anh Ken là người đàn ông lớn tuổi nhất trong bàn cả nhà. Kế bên là kế bên là chị Hằng. Thì chị Hằng là một người phụ nữ tuy có tuổi nhưng mà trẻ nha cả nhà. Nhưng mà xin cho Mập dấu tuổi chị Hằng nha. Còn kế bên là bé Như bằng tuổi Mập nha. Còn bên đây là chị Mai, thì có ban đầu cũng có giới thiệu. Còn đây là Mập Food nha cả nhà. Bên đây là Khứa Funny Hùng. Thì cả nhà kéo qua ủng hộ kênh Funny Hùng một sub nha. Cảm ơn. Còn bên đây là chị Bích, cũng ở trong team của Funny Hùng luôn cả nhà. Thì nếu mà cả nhà có theo dõi kênh Funny Hùng lâu rồi chắc cũng sẽ biết chị Bích. Người phụ nữ cũng đẹp như thế nha. Em tính nói có tuổi. Còn bên đây là Phụng như nhà Thanh Sơn nha. Thì Phụng đây là vợ sắp cưới của anh Võ Sư Lộc. Còn bên đây thì gương mặt rất là quen như thế nha, anh Võ Sư Lộc. Thì cũng giống như ban đầu Mập giới thiệu là hôm nay Mập đang có mặt tại quán Thế Với Bò. Thì Mập cũng đến đây lần này chắc cũng lần thứ tư thứ năm gì rồi. Hay là không nhớ nữa, nhưng mà cũng nhiều rồi đó nha. Nhưng mà thật sự là muốn thưởng thức cái bò giác vàng lắm, nhưng mà trước giờ thì chưa có điều kiện. Thì hôm nay cũng có nhã ý với chị Mai là mình tới mình sẽ thưởng thức bò giác vàng với lại mọi người. Thì chị Mai có làm bò giác vàng với lại có thêm một số món nữa nghe nha. Thì cái này chắc nhờ chị Mai giới thiệu rồi. Cái này là bên chị sẽ có ở tất nhiên Thế Với Bò thì chắc chắn là mọi người biết là chuyên về bò rồi. Dạ. Thì mình nói sơ ha, đầu tiên là thời gian hoạt động của quán nó sẽ từ 15:30 cho tới 1:00 sáng hàng ngày. Dạ. Là mấy bạn đi khuya hay gì chơi thì có thể ghé bên mình luôn ha. Địa chỉ nó là nãy là Linh đã nói rồi, là số 6 Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4. Dạ. Rồi cái hotline thì là 0937 209979. Rồi mình đầu tiên chắc chắn Thế Với Bò này nghe cái tên đã nói lên tất cả rồi, là bên mình sẽ chiên về các món bò ha. Yeah. Nói chung là bên mình hoàn toàn là bán những cái món bò nhập khẩu thôi. Cái đặc biệt của bên mình hiện tại bây giờ là tới bây giờ luôn những là còn hot á là sườn bò tôm hấp giác vàng ha. Dạ, yeah, đây cả nhà. Đúng rồi, là cái phần này cái trọng lượng của cái sườn này nó sẽ là 1kg hơn. Dạ. Yeah. Rồi nếu mà một phần như vậy là bao nhiêu chị Mai? Nó là 1.888.000 ha. Tới bây giờ mình bán thì cái món này là nó cũng 2-3 năm rồi nhưng mà nó vẫn giữ cái giá như vậy thôi. Dạ, còn nếu mà không giác vàng là bao nhiêu chị Mai? Không giác vàng là 1588 ha. Dạ. Nó rẻ mà hơn. Em tại vì em cũng lần đầu em ăn cái giác vàng á, mà em chắc cũng giống như tâm lý của mọi người thắc mắc là cái vàng này á là vàng mình ăn được đúng không chị? Đúng rồi, cái vàng này hoàn toàn là vàng thực phẩm. Hiện tại bây giờ là mình đã bán hôm nay là năm thứ, nếu mà riêng món này là năm thứ hai rồi, 2.5 rồi đó. Dạ. Đó, nhưng mà tất cả một cái thực khách mà tới ăn á thì nó hoàn toàn là bên mình là đồ chất lượng hết, nói chung là không có ai phản hồi về cái vấn đề mà vàng hết trơn á. Cho nên 100% bên mình là giác vàng là vàng thực phẩm, cho nên mọi người có thể ăn được. Dạ, còn hôm nay em thấy có cái này nha, cái này là mới nè. Cái này là nói chung là nó lâu rồi đó em, mà tại vì em chưa thấy nó thôi. Nấy là từ ngày ban đầu chị bán là nó đã bán rồi, nó là tủy bò ha. Dạ. Là cái khúc xương của con bò đó, xong nó cưa em, rồi xong nó sẽ tách ra. Đây là cái giới giá của nó là sẽ là 180.000 thôi mà được 4 cục xương, nói chung là giá thành cũng tốt á. Dạ. Đó cũng được mấy bạn yêu quý lắm. Nói chung là cái món này bên cũng là bé seller bên chị đó. Nếu mà ai muốn ăn xương bò thì tới Thế Với Bò nha cả nhà. Đúng rồi. Còn rồi ok, bên đây ha, cái này là cũng đặc biệt bên chị luôn, là dạng lòng bò. Nói chung là giá nó cũng rẻ thôi, nó chỉ có 169.000 thôi. Đó, yeah, nó sẽ có lá sách nè, rồi xong sẽ có các cái mấy cái lòng mà kiểu như mấy bạn Hàn Quốc hay ăn đó, lòng mỡ nè, rồi phèo nè, rồi khăn lông, tim bò, các kiểu. Nói chung là giá thành nó cũng đang tốt dành cho mấy bạn thích ăn lòng thôi. Dạ. Còn 169.000 thôi. Cái bên đó em thấy cái bên đó là một cái này là một cái nha. Này là em là mới đầu tiên luôn á, là cái này là một cái set bò Wagyu mới, nhưng mà bên chị đang chưa ra menu mới đâu.
Hôm nay là lần đầu tiên luôn đó. Là giống như nhà hàng đang trợ giá cái này nó chị cũng chưa chốt giá lắm, khoảng 400 mấy thôi. Là nói thiệt ra giá gốc của nó là 600 mấy đó. Nhưng mà nhà hàng bên đây đang cũng khuyến khích mọi người ăn cái món này mới để thử cái vị ngon của nó đó. Cho nên giảm giá khoảng chừng 200 ngàn, chỉ còn 400 mấy thôi. Wow. Nên nó giảm nhiều. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì nhưng mà hồi nãy em có nghe anh Dương á bật mí với em là nếu mà mình đi khách 4 người là như được tặng cái bò này. Cái này là cái miếng bò này nó là bò giống bò gọi là bò oxy. Cái giống bò này là của Úc đó. Cái này là dạng hùng, dạng bò tảng nha, mấy bạn thích ăn bò tảng. Cái này là chị bao 100% là mềm luôn. Cái hiện tại bây giờ bên mình đang có cái chương trình này đi cái nhóm 4 á, là không có giới hạn gì hết trơn á, nhóm 4 là cứ được tặng phần này. Tặng luôn free luôn. Nhưng mà em cũng có một cái thắc mắc, ví dụ như vô nhóm 4 mà mình uống người có chai bia có được tặng không? À, vẫn bình thường em, mình nhóm 4 là được rồi. Em nghĩ chắc không á, chứ tự nhiên 4 chai bia đâu có lời nhiều, tặng cái này chắc chết luôn á. Nói chung là do sự yêu quý của mọi người thôi. Tại vì thứ nhất là khi mình đã tâm lý đi ăn rồi thì chắc chắn mình phải ăn thôi. Chứ bây giờ không lẽ vô mình uống bia á. Dạ đúng rồi, đúng không? Đúng, chắc chắn luôn là mình sẽ có ăn. Nhưng mà chị bán này cũng là 3 năm rồi cho nên thôi mình có mấy cái chương trình để cho tiếp cận khách hàng thì nó cũng ok. Còn ở bên kia chị em thấy còn một món nữa. Cái này thì giá rẻ thôi, bên này dành cho mấy người ăn thay món thôi. Cái này là vú heo. Cái này 90 ngàn em, rẻ. Nhưng mà hôm nay cho em ăn không cho em muốn hả? Em muốn là bên kia ăn nguyên xô xô chu. Ăn giúp mình ăn thịt nướng thì mình ăn với uống với rượu Hàn Quốc ha. Là một xô chắc cũng khoảng 5-7 chai gì đó. Dành cho em. Thì cả nhà hôm nay đây là xô xô chu. Kìa nó đây là anh Dương, anh chủ quán nha cả nhà. Nếu thịt nướng thì mình thường thường uống rượu, mọi người qua đây uống ăn thịt nướng thì uống rượu cũng nhiều. Mọi người thì thích Việt Nam mình thì thích trái cây. Không có thích truyền thống nhiều, còn mấy bạn Hàn Quốc qua đây thì uống truyền thống nhiều. Mình ăn thịt bò mình uống rượu xô chu là giống y chang như phong cách Hàn Quốc luôn á cả nhà. Chắc cái này em nhờ bây giờ mình nướng trực tiếp hơn chị Mai. Đúng rồi. Thì có thể là mấy bạn tới đây có thể nhờ mấy bạn nướng, có thể là nướng trực tiếp. Thì nếu mà ăn không khí gia đình bạn bè họp mặt thì mình tự nướng thì vui hơn đó. Hầu như là vui hơn. Và bây giờ chị muốn nướng trực tiếp hay mình nhờ mấy bạn? Tự nướng đi. Ok. Tại vì lâu lắm rồi mình mới có họp cặp mặt đông vậy ha. Thì cũng bật mí cả nhà luôn là hôm nay là một cái gọi là cũng lâu rồi không gặp chị Mai, không gặp anh Chen. Với lại mình cũng mới biết chị Hằng, rồi chị Bích nè. Chứ mấy bạn này thì cũng quen mặt thầy cả nhà. Thì thôi thì hôm nay cũng như gọi là một cái buổi gặp mặt để mình ăn uống, trò chuyện đồ này kia thôi, chứ không có gọi là một cái thử thách gì hết cả nhà. Thì bây giờ chắc ăn đi ha. Nướng xong mình ăn ha. Ok. Cái bò giác vàng này là nó đã chín hả chị Mai? Đúng rồi, cái bò giác vàng nó làm theo kiểu dạng tách đó em. Dạ đó. Nhưng mà để em thử. Cái tôm hóc này á thì Mập đã từng ăn rồi ở nhà. Nhưng mà lúc trước thì không có giác vàng, tại lúc trước mình không có điều kiện á. Giờ là có điều kiện nhiều rồi em. Bây giờ có điều kiện rồi, cũng hơi được chị Mai thân với chị Mai nên chị Mai mới đãi á. Chứ thật sự là chắc hôm nay tới cũng không tốn tiền đâu. Trời ơi. Có điều kiện rồi nhớ không? Cái này em gài kèo luôn á. Đây. Bữa giờ bán hải sản mà Mập nó chưa mua gì luôn á em. Cái tôm hóc cái vàng này mọi người có thể yêu cầu ha, thì dạng giống như chín tán, chín vừa hay là chín còn máu hay là chín luôn. Cái này là chín luôn chưa chị hay là chín? Cái này là rare đó em, là chín bình thường đó. Cái này là nói chung là hầu như là được nhiều người chọn nhất. Nhưng mà mọi người ví dụ trong gia đình mình thì đã sẽ có sự lựa chọn ha. Người thích ăn chín nhiều, người thích ăn chín ít gì đó thì không sao hết. Nhưng mà cái này ăn được luôn rồi đúng không? Đúng rồi, mình có thể có cục đá ha. Bên chị là sẽ có cục đá dành cho những người thích ăn chín. Hay là ăn sao đó thì mình theo cái gia đình của mình. Đây đó, cứ để lên đi. Đó, đứng nè. Đó, nó nóng. Nhưng mà em xin phép nè, cái này em hổn trước một cái nha. Em thử luôn. Rồi, cái này cái nhờ bạn cắt ra nướng cho okay. Anh chị. Rồi, để em thử cái vị ra sao luôn. Này. Nhìn hấp dẫn quá. Ăn vàng cái nó có cảm giác nó thét liền. Nghe răng là thấy vậy. Giống mấy rapper bên nước ngoài á. Em có thể chấm sốt, đây là sốt tiêu, này là sốt trứng muối và này sốt phô mai, còn không thì em có thể rắc muối. Chị thích rắc muối vậy đó. Để em chấm cái sốt cho chị. Ngon. Mềm lắm nha. Mềm
mỡ, cái lớp mỡ đó kìa. Wow. Hôm nay ăn á, có giá vàng nên nó trịnh trọng một xíu đó nha. Thì do ý thích của mọi người thôi. Trong gia đình mình thì có bạn thì thích chấm sốt, còn có bạn thì thích ăn tươi. Còn hồi xưa cứ đi làm mấy cô chú lớn tuổi á là ăn tươi bình thường thôi. Còn mình đồ này nọ thì mình thích sốt tiêu, sốt trứng muối, phô mai gì đó tùy theo mọi người thôi. Nhưng mà anh nhờ em cắt nha. Bé nó sẽ cắt cho mình cái này ha. Cái này hầu như là mình đi cái nhóm em thường thường là giống như là khoảng chừng 3-4 người trở lên thì sẽ thường thường mấy bạn hay cũng hay kêu lắm, nếu mà bạn bè cũng hay kêu lắm. Còn cái những cái trong những cái dịp đặc biệt á, chẳng hạn sinh nhật nè, họp mặt hay gì đó thì mấy thấy á là cũng dắt bạn bè á, không phải dắt ba mẹ của mình á, hầu như bác ba mẹ của mình á đi đi ăn, mà các bạn có nhiều ba mẹ hay là vợ chồng gì đó. Cũng có những trường hợp luôn nha, là ba dắt con đi ăn chỉ có một người thôi mà vẫn ăn nha. Bởi em dắt mẹ em đến ăn nè. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì thường trong những cái dịp đó thường thường là dành cho những người mình yêu thương nhất. Dạ. Thì sẽ ăn những cái món đặc biệt ha. Nhưng mà nhìn cái cả nhà, cái này nó hơi hoài lệ tí đâu, mà cả nhà nhìn cái thớt đi, uy tín nha, là những chắc cái vết chắc này nè, nó sẽ in hằng lên cái thớt nè, chứng tỏ là cái thớt này đã được biết bao nhiêu miếng bò này rồi đó. Cái thớt này là kiếm chắc cũng rất là nhiều tiền á. Hầu kiểu giống như là kiểu chị thấy là vậy là ăn được rồi đó, còn ai thích chín hơn thì sẽ ăn vậy thôi, tùy theo mình thôi. Đây bây giờ ở đây ai muốn ăn chín nè, ai muốn ăn sống sống nè, là mình biết mình chia nè. Sao lòng sao từ bên anh phải qua anh thích ăn hơi chín. Là sao làm khó em quá vậy? Hơi chín nè. Hơi chín là sống vừa vừa. Là như vậy là được rồi đấy. Năm nay là cái đó người ta gọi là sống dở chín dở thôi. Anh thích ăn nửa sống nửa chín. Thôi chắc cho qua cái đoạn này đi cả nhà. Dạ, thì giống như hiện tại là cha là mẹ lên cho gì ăn đó. Thôi tầm bậy, ở đây có anh chị em lớn không có gì được đâu. Thì cả nhà ơi, mình ăn bò thì mình sẽ qua chị Mai, còn nếu mà cả nhà muốn ăn hải sản á thì đây có anh Chen, anh Chen địa chỉ là 54 Tân Sơn Nhì, còn số điện thoại thì chắc mà phải móc điện thoại ra, nhưng mà anh Chen đọc số điện thoại giùm em luôn đi. Số điện thoại của anh là 0906 855 768. Dạ. Cảm ơn Food nhiều. Có chương trình khuyến mãi gì khi mà khán giả bên mà Food qua không anh Chen? 10% nha em nha. Giảm 10% chứ phải tăng 10% nha cả nhà nha. Anh em này đúng là kèo luôn. Mập này lúc nào đâu cũng có hàng chứ. Dạ. Dạ, còn nếu mà muốn ăn gạo muối mắm lạp xưởng mà khía như mắm đồ thì qua mà Food nha. Giảm 50%. Dạ. Nếu mà không em vẫn có quà tặng mà, nếu mà mua ba gạo muối sẽ được tặng một hũ chấm chéo của anh Hải Sa Pa TV nha. Còn anh Lộc nếu mà ai muốn ăn xúc xích thịt xông khói thì liên hệ anh Lộc. Đập giỏ là liên hệ mình. Đập giỏ nữa chứ quên. Anh chia luôn đi. Chia luôn đi. Nói anh chị muốn ăn kiểu nào chia luôn đi. Em chia thì mạnh luôn. Chia luôn đi. Chứ để anh chia cái nó bên cạnh minh thinh nữa. Anh nghĩ bây giờ em cứ bỏ hết lên cái chảo đi. Em là cha là mẹ đó. Đó mỗi đi. Hay mọi người muốn gắt muối đây không, em gắt cho nè. Em gắt đi em. Em gắt muối xong là em nổi tiếng luôn á. Thôi em không có gắt ở cái kia đâu. Không, em có gắt vàng nữa. Em biết mà, bữa qua em gắt cái bồ câu của em. Mai mốt em qua em gắt tôm hùm. Em gắt tôm hùm. Tôm hùm em chỉ lắc chảo xào lấy lửa. Đó, cái cục đá này nó sẽ giữ cái nhiệt ha. Đó là từ bình nghệ thôi, rồi xong mình cắt ra là ok rồi đó. Ủa mà bây giờ rượu em ơi cho anh mấy cái ly nha. Đó 2, 4, 6, 8. Cho anh 9 cái ly đi. Đúng rồi, rượu vào lời mới ra. Thì ra là như vậy. Ngân nghe tiếng hát. Cái vị này mình uống là đang bị nho nha. Lọc có thể phớt sốt lên lọc. Đó mình vừa nướng vừa phớt sốt, vừa nướng vừa phớt sốt. Phớt sốt không đây. Em cắt đi Quy, em cắt ra đi. Em cắt làm đôi ra đi. Tới á. Trong mỗi anh chị cắt 3-4 miếng gì đó. Hay là đôi làm 3 gì đó. Về sốt luôn á, mấy bạn rất là làm thủ công nha. Trời em ơi, em ơi cái sốt bên chị lắm đó nha. Bên chị làm thủ công không à. Sốt nó đa dạng và mỗi loại sốt nó đều có một câu chuyện ở trong nó. Dạ. Ví dụ đi gì Mai, giống như là sốt phô mai. Phô mai hả thì phô mai tại vì nó tên Mai đó.
À, xin giới thiệu cái nhà đó là một câu phát biểu của chị Bích nha, đến từ vị trí của chị Bích. Không, bây giờ em cho mọi người ăn thử tủy đi, chia tủy ăn cho mọi người ăn. Thôi để cho mọi người ăn cái này trước chứ. Thôi thì ở đây người các mời người đàn ông lớn tuổi nhất nha. Em sao cứ nhắc em cứ nhớ cái chữ lớn tuổi hoài vậy vậy. À, xin nhắc lại một lần nữa là em mời người đàn ông lớn tuổi nhất nha. Dạ, còn đây là người phụ nữ lớn tuổi nhưng mà đẹp nhất. Chị phải cảm ơn em. À, tới chị Mai đi. Ok, cảm ơn em. À, mình không phải là bỏ qua Như nhưng mà thực sự là mời là... đúng rồi. À, anh Lộc, anh Lộc với chị Bích ai lớn hơn nè? Chị Bích lớn hơn. Dạ, vậy là em biết tuổi chị Bích rồi đó. Đây tới anh Lộc nè. Cảm ơn Linh nha. Bởi vì anh em mình sinh sau để muộn cái cũng phải ăn sau nữa. Đây tới Hùng nè. Ok. Đó. Rồi bây giờ tới Như nè em. Bây giờ tới anh nha. Không, mình phải hỗ trợ cho người cameraman đi em. Đó. Dạ. Ê, còn nữa nè. Đúng em. Rồi. Vợ của anh nha. Bé Phụng. Ừ. Bé Phụng có rồi, bé Phụng có rồi. 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 Dạ. Ok, mời mọi người thử đi. Dạ. Em mời anh chị em nha. Từng sót vào bàn rồi lớn. Cầm miếng thịt lên vô cả nhà. Cầm miếng thịt đi. Vô. Vô nha. Dạ rồi. Vô. Bây giờ em chưa mở đũa đi. Vô nè. Vô. Cả nhà nha. Rồi giác quan. Cái này là mình cắn bò ăn thề nha cả nhà. Có cái này bình bệnh có nước sốt chưa? Có phải xin thêm mà. Em ơi cho mình khay sốt cái này. Đây. Cho bên đây nhắm. Em biết anh nhịn đói từ hôm qua giờ á. Dạ. Nghe nó nói là mời ăn giỏi vàng em nhịn đói. Anh thay mặt dòng họ nội ngoại hai bên cảm ơn em. Đó giờ anh mới biết ăn bò rắt vàng. Anh làm em ngại quá. Thật sự luôn là trong đời đây lần đầu tiên chị ăn bò rắt vàng đấy. Như vậy á chị. Chị đu cho em từ ngày hôm qua đến hôm nay rồi. Mà phải nói luôn á là tự nhiên mình có một người bạn mà người bạn đó lại bán bò giác vàng, nhưng mà mình gặp người bạn cũng rất là nhiều lần, nhưng mà thật sự là hôm nay mới ăn được bò giác vàng cũng hơi uất ức đó cả nhà. Mà chưa muộn mà. Ai má, cái người bạn ở bên cạnh em. Ừ, dạ. Hôm nay ăn bò giác vàng bao nhiêu lần rồi? À, đếm trên đầu ngón tay. Nhìn cũng ngon rồi. Tôi đủ đầu ngón tay mà có một. Chắc là đủ một bàn á. Về à. Kẹp đây. Mình ăn lòng bò đi. Ngon. Dạ. Ăn lòng bò đi. Nướng luôn ha, bỏ anh nướng luôn. Chị bác ăn bò rất bao nhiêu lâu rồi? Tại vì mình không nghĩ là mình tới đây là mình được ăn, nhưng mà lần nào mình đi dưới Lập hay là dưới Hùng cũng được ăn. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nay là rất là vui khi lâu rồi mà chở ra xem, xong là mình biết thêm mình luôn thì đúng rồi. Mập quá. Mập quá. Nhưng mà chị mới gặp em lần đầu mà được ăn bò giác vàng là cũng hơn hai bạn em mà lớn. nghe chưa hai chị mới là hên nhất đây này đây. Dạ. Chị mới là người hên nhất luôn á, nhờ phước phần của Chen mà ngày hôm nay chị được ăn món bò quá ngon luôn. À, bây giờ vậy là ngọt, đúng ngọt, là chị đu Chen. Dạ. Chị đu Chen rất là hay. Đu Chen. Hay à. Chạy đặt khúc dài thôi. Bây giờ em chơi bây giờ nó mới dày lên đó. Bây giờ là chị Mai với lại em Mập mời chị Hằng bò giác vàng một xíu nữa, nếu mà rảnh rỗi chị Hằng sẽ hát tặng em một bài opera hả? Ok liền. Ok. Wow. Chứ là có tiếng một nữ dương quá. Dạ. Nữ dương quá hả? Có cần nhạc gì không nha Hằng? Không cả. Điện thoại cũng được luôn. Wow. Oh. Nó giúp tao quyền chết em á chứ. Hát chay luôn hả? Hát chay luôn. Chừng nào chị có sức thì chị mời em nha. Rồi mời ăn. Đó thì ăn tủy đi ạ. Đây, em mời chị. Để xíu chị có sức chị hát cho em nghe nha. Chị phải chia. Dạ. Yeah. Anh chia. Mọi người đây. Mấy chị cứ ăn. Ba đứa chị một cái. Không, ba chị cứ ăn đi, em chị ăn đi ạ. Rồi. Tụi em nhiều lắm, ăn hoài. Tụi em ăn hoài. Trời ăn hoài hạnh phúc quá vậy. Ủa vậy anh đi ăn lần nào á. Rồi em ăn đi, em của em đó. Sung sướng gì anh lần đầu tiên. Ở bên đây mọi người ăn chưa? Ok rồi, lên rồi. Em đi ăn đi. Chị cũng chả biết ăn như nào á. Bà chủ ơi, ăn như nào? À cái này là chị sẽ lấy cái đũa chị đẩy cái khúc này nè. Rồi bên đây là ăn rồi hả? Rồi đó, dạ. Mời nha. Dạ, muối xanh đó chị. Muối xanh đó. Dạ. Coi như là quán của anh đi. Thưởng thức đi các bạn ơi.
đem đúc lò đi em. Còn cái này em lấy cục đá nó béo này luôn đi, chia luôn đi. Giống vậy ngon ngọt. Thật ra là đem là thích sốt cho mấy mai nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay cũng là lần đầu tiên mới ăn cái tỉ bò này á. Ủa sao chị gì cũng chia uống lần đầu vậy chị? Đầu tiên mà. Trời ơi, kia nó trải gì bình thường á, Lộc chứ Hùng chăm sóc kỹ quá, mình đâu có được ăn những món ngon hơn. À. Ấy là chị đang nói là cơm phụ tiếu rồi phải không chị? Bánh canh rồi nữa đúng không? Bữa nay bị bắt phốt rồi. Sống sao kỳ vậy hai bên. Bữa nay hai anh tôi bị bắt phốt đó trời luôn. Em ơi mồi nhiều quá, có thể cho anh một ly rượu. Dạ đúng. Đây. Mà đúng rồi đúng. Cái này là nướng tiêu hả chị? Đúng rồi, nướng tiêu em làm lớn lớn cỡ em á, em lớn tuổi rồi nọ đó, người ta sẽ ăn tiêu nha. Còn trẻ trẻ nhân gái người ta sẽ ăn phô mai. Ủa chị đang nói em lớn tuổi luôn hả chị Mai? Ủa vậy hay là tiêu luôn hả? Béo. Đúng rồi. Cái này kiểu mà em coi mấy cái mướp đen của Trung Quốc rồi nọ đó, người ta sẽ ăn nguyên khay đó. À, chị sẽ tặng cho em một cái khay như vậy luôn. Yeah. Bằng một cái bàn luôn. Yeah. Khi nãy mướp đen rồi nọ đó thì chị tặng cho một khay. Vậy là phải nhiều mới được nha chị nha. Không, bây giờ em chục ký được không? Được rồi không? Em ổn chục ký không thì chị tặng thôi. Chứ tại vì không sao hết á. Tại vì tủy là này mướp bàn là cũng tuyệt vời nha. Đúng. Cứ bỏ lên. Mình có thể ăn với cơm được không chị Mai? Nó mặn tủy không hả? Chị là chị khuyên nó ăn tủy thôi, tại vì sao cơm là nó tại tủy là nó béo rồi đó, các bạn đâu nó béo rồi đó. Cho nên ăn không đó. Được ăn cơm, ăn không thôi. Ăn cái mâm cỡ bằng cái bàn này đó em, 10 kg là nó còn cái bàn đó nha. Wow. Cả nhà đó xem clip đó nha cả nhà. Đúng rồi. Chấn động luôn. Tại vì biết sao không? Tại chị từ đó giờ mình chị thật sự luôn mà mọi người ăn á, kiểu ăn cũng rất là nhiều và cái tủy của anh cũng nhiều nhưng mà chưa ăn ai ăn 10 ký hết á. Kiểu mà không, nhưng mà mua về là có gần cả chục phần rồi nha, nhưng mà không bao nhiêu người ăn thì chị không có biết. Đúng không? Nhưng mà một chục phần là nó rơi vô động là một phần này cũng hơn nửa ký đây, khoảng 800 gram. Em sẽ làm một chuyện chưa có trong tiền lệ. Một chục ký. 10 ký. Rồi mà anh có thể mà thôi để em thử ăn có thể thôi này. Nhưng mà không thể xảy ra phải không? Dạ. Đúng rồi, có thể thôi anh. Dạ 10 ký cái này là xương. Cái muối hột. À mình ăn xương 10 ký đúng không? Dạ. Anh tưởng đâu ăn thịt 10 ký nên anh thôi. Nhưng mà nó cũng nhờ nó. Nhưng mà chụp đúng rồi, đúng một cái là về mình phải nướng với phô mai tiêu đồ này kia. Dạ. Wow. Ôi diễn sâu quá. Thì nào em muốn thấy là em nói chị nha, em nói chứ chị một ngày nha, rồi chị sẽ ấy để em quay 10 ký tủy. Thật sự luôn đó nha. Với cái giá thành 180.000 một người mà đó. Một người mà đam mê ăn thịt bò giống như Mập á, mà có một người bạn giống như chị Mai thì quá là tuyệt vời rồi. Thật sự luôn á. Là cùng về nhau rồi. Dạ. Anh Linh. Ôi trời ơi, anh Chen ơi. Không, anh kiếm tiền bò bên đây thôi chứ có gì đâu mà. Vậy anh kêu anh ăn tấm thì hả? Em có. Người đàn ông tuyệt vời. Chị sẽ có một cái món nữa. Và cho em mức đen nữa, đó là món lòng mỡ này. Thôi bây giờ vậy đi. Chị gửi cho em cái kia 5kg rồi. 5kg hả? Ừ, chứ gửi thêm cái này nữa. 5kg lòng mỡ phải không? Ok. Tại biết sao? Ít thôi, cái này là ít thôi. Cái ý là cái xương kìa. Cái xương 5kg thì nó không bằng cái bàn đâu, nó bằng nửa cái bàn hả? Thì thêm cái này nữa. À ok. À. Rồi. Khi nào em muốn thì em nói chị trước nha. Cái này mà chị là lên biết luôn. 1kg là ứ hự luôn. Dạ. Mập ơi, mà ăn xương hết chưa? Ồ, 5kg lòng mỡ. Dạ hết rồi. Đã hết sạch rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không. Tự nhiên nãy giờ mình chưa nhảy số với điều này cả nhà. Điều đặc biệt hơn nữa em muốn làm nữa là cái ngày hôm đó em sẽ mời chị Mai qua nhà em quay chung với em luôn. À. Ủa sao chị bất ngờ như vậy? Chị bất ngờ quá à. Đây. Thôi. Vô. 1, 2, 3, vô. Hey chú bò. Mai đến. À, Phú Đi Hùng. Mai đến. Nhỏ Sư Lộc. Mai đến. Anh Chi, hải sản 54. Mãi đến. Hoặc mặt út. Mãi đến. Mấy chị em trong bàn. Mãi đến. Mấy chị em trong bàn là phải đỉnh. Rồi vô cái nhà, mời cả nhà nha. Rồi. Mọi người ăn tiếp đi. Đây bây giờ là bây giờ chị nướng xong đó thì chị nghĩ là mọi người nướng qua lòng đi. Dạ. Đúng rồi, lòng cũng là không phải là hay là qua du đi thôi. Mọi người ăn ngân thịt đi, ăn chuyển qua qua du đi. Là nó là một cái muốn ăn cái này nè. Đúng rồi. Đi 4 tặng 1. Cái 4 tặng 1. Đúng rồi, đi 4 tặng 1. Ủa chị đi 8 có tặng 2 không?
đi 8 tặng 2 hả? Chưa nghĩ ra là... À không, tại vì à, không biết luôn cái khúc này là không quan tại vì chưa nghĩ ra. Đi 8 rồi. Tại vì chưa nghĩ ra thì đúng rồi. Không, mình sẽ thay thường tình thế, tại vì sao thấy một khách đẹp 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 đồ này nọ. Xinh xinh tươi tươi kể chị thích đời nọ vậy đó. Đó thì mình tặng thôi mai. Không mà em nghĩ là cái đó là gì? Bạn mình được không? Để ảnh hả anh? Không bạn. Chúc bạn mình ai cũng đẹp. À, anh tính anh luôn rồi đúng không? Có, tại nãy giờ nói anh là người có tuổi không mà anh bực quá. Dạ. Có tuổi nhưng mà đẹp hay không là để khán giả từ từ tự nhận xét. Nhưng mà nói anh lớn tuổi hoài, anh có tí tí, anh 18 cộng mà tuổi gì em. Thật ra mình không quan trọng lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nhưng mà quan trọng là anh vẫn phong độ anh à. Đi uống bia riêng nha. Có cần đổi chỗ không? Có cần đổi chỗ với Hùng không? Hết clip đi em. Rồi cái đó cũng lọc luôn á. Chị nhà đã xem. Chị nhà đã xem. Chị nhà đã xem. Gia đình còn hạnh phúc. Anh làm sao mà mơ mốt em qua hải sản tốn tiền đó anh làm á. Em kiếm bằng chứng lắm á. Rồi. Mình đây đó là rồi. Bò đi cả nhà ơi. Giờ rồi. Bây giờ anh Linh múc bàn bò sườn bò cái quán mai có tiếng chấm nè. Không. Cái lọc nướng cũng đỉnh lắm á nha. Có hùng gì? Quý quý. Hùng là bò. Chấm đây. Hùng là gì? Hùng bò. Xin phép mời cả nhà nha. Được cắt cơm sườn giống em bữa nha anh Lộc. Thời tháng á. Em đang cái clip em với chị Mai hát karaoke đêm qua. Em kêu là mập và chị Mai bò hát hành trình cho lắc phù sa. Vậy cái Mai bò. Ừ. Mai bò. Chị Mai bò. Có đọc được không? Có thôi không trời. Sao không thấy phẫn nộ gì hết nè. Không, tính ra là không có gì phẫn nộ luôn á, thấy vui luôn á, không có gì phẫn nộ á. Rất là bình thường. Là bò đậu nào chứ mình không thấy. Ông kiểu thật sự luôn á, kiểu mà khi mọi bây giờ mình đã có tuổi hết rồi. Yeah. Mình đã có tuổi ha, cho nên mình không có còn nhỏ giờ dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà kiểu mà mấy khoảng cách mà họp mặt rồi nọ đó, nói chung là mình rất là cảm thấy là rất là vui, rất trân trọng. Mai ơi. Đó, dạ. Giúp tổn thương chị thế. Không. Mình có tuổi hết rồi. Là, dạ đúng rồi. Cỡ em còn có tuổi nữa, em cộng thêm 10 tuổi là em tiểu luôn á. Chị. Tổn thương là em có tuổi lắm. Em bé thế. Chú tặng em một bài rồi. Ok. Dạ. Đây người đàn ông lớn tuổi. Nếu người ta là con trai 18 cộng. Dạ anh 40 trừ 18 cộng 18. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong bàn nhưng cũng là người đẹp trai nhất bàn. Dạ. Đỡ bị tổn thương. Thôi xíu em không có gắt mặt cho chị luôn nha. Xíu ở nhà thấy mập. Xíu ở nhà thấy mập không gấp thịt cho chị Hằng là biết rồi đó nha. À, cái kêu anh trên đẹp trai nhất trong đây là ai mà gấp thịt cái nữa. Cái đó là dạng nó là sẽ ở bên đây nó sẽ phân biệt bằng hai cái. Yeah. Mà một thứ một loại là màu giác vàng chuyên về dạng steak. Còn tiếp theo nữa là bài dạng là bò nướng. À, mà mình không có diện bò nướng thì nó cũng chia ra nhiều loại là Wagyu, Kobe, OC rồi Angus. Nói chung là cũng là nhiều đó, chuyên là bò thôi. Và cái bò mọi người đang đừng nói là kiểm tặng mà là không chất lượng nha, không ok nha. Hiện tại là cái món này là bên mình là tặng chương trình thôi, dành cho nhóm 4 người thôi. Nhưng mà hiện tại là rất là chất lượng nha. Nhưng mà rất dạ đúng rồi, rất là chất lượng luôn. Chứ không có gì á. Bạn thấy nhúng nhúng mấy cái được trong đó luôn á. Mọi người anh Dương á, anh Dương có nói với em nhớ là anh nói bò tuy là tên OC nhưng mà thật sự là nó giống nó na ná với bò của B luôn. Đúng rồi. Tên mình nhìn mấy cái vân mỡ thịt này nó đang xen nha nè. Ừ. Tết bên Mai ở một chỗ là bò nào thì Mai sẽ phân biệt bò đó. Dạ. Chứ không kiểu như là lấy bò cô B mà quy chung hết. Đúng rồi. Có mức giá nó vừa cao mà nó kiểu như là nó tân bóc quá. Bò nào thì Mai sẽ nói là bò đó. Cái đó là làm có tâm rồi, dạ, học đúng cái nghề đó. Dạ, mà thật, thật sự nha. Giờ mình cháo. Dạ. Dạ, mà thật sự nha anh chị, nếu mà em nói thiệt á, nếu mà người mà không có kinh nghiệm về bò giống như em á, nếu mà nói bò này là bò Kobe em cũng tin là bò Kobe luôn. Dạ, thật sự mà. Anh cũng đã từng ăn bò Kobe rồi. Dạ. Thì thật sự ra nó rất là ngon. Dạ. Ăn vô nó tan xuống. Dạ. Nhưng mà cái bò này á thì nó chắc chắn đã từng ăn cái kia, thì ăn cái này thì cái này sẽ không bằng nhưng dạ, mà đúng. Nó cũng có cái cảm giác gần giống vậy. Dạ đúng. Nó mềm mà nó cũng ngọt ngào. Dạ đúng rồi. Kiểu khi mình bán một món hàng á, mà tới khán giả hay là tới khách hàng của mình đó là bên mình sẽ bán đúng cái giá thành của nó. Chứ kể bây giờ, hiện tại bây giờ là trên thị trường là mọi người khi mọi người ăn á là nó sẽ có cái con này nè, sau lưng em á, là thịt châu Ấn Độ ha, nhưng mà rất là nhiều người của mình là không biết gì đó.
là thịt châu Ấn Độ hoàn toàn nha. Với giá cái thành của thịt châu Ấn Độ trên thị trường bây giờ là chỉ có khoảng chừng 80.000, 90.000 một cân thôi, một ký thôi. 100% bò nhập khẩu, nói không với thịt châu Ấn Độ. Dạ, tại vì bây giờ mình không có kiểu mà, tại vì mỗi người một cái khái niệm khác nhau. Thứ nhất là trên thị trường chẳng hạn khi không có cái nào mà nó rẻ hết. Cái giá thành nó phải tương xứng với cái chất lượng của nó. Không bao giờ mà cái giá thành chẳng hạn ví dụ người ta bán 200 mà mình bán thành có 80, không bao giờ có chuyện đó hết. Đó cho nên hả, kiểu mà tùy theo cái ngân sách của mình thôi. Dạ. Thì giống mà mình khi mình muốn chẳng hạn giống như gia đình mình muốn đi ăn những cái ok hơn thì đương nhiên là ngân sách phải cao hơn rồi. Dạ. Làm không có gì mà ngon nó rẻ hết. Mày quá mày ơi, uống gì một cái người dạ đúng. Với ngày. Dạ đúng. Vô. Ai hiểu ly rồi lên tiếng nha. Dạ. Anh em ơi. Dạ. Vô. Vô. Lấy ai làm chuẩn nè, Thầy lấy anh làm chuẩn đi. Vô. Đó. Ô, thằng này hết chuẩn rồi. Uống 50 mới chuẩn. Anh Hồng ơi. À, người phụ nữ của anh đã bị tiêu diệt bên đó rồi. Nhưng mà anh mãi sống em à. Anh mãi sống à. Anh rau đi chị. Bò không quậy. Mời. Có cảm giác anh cầm hai cái đồ gấp. Nhưng mà anh nếu mà cả nhà có phát hiện ra được cái miếng bò anh Lộc đang nướng là bò gì không vậy? Đó, cái bò đó là cái bò được tặng đấy nha cả nhà. Nếu mà ai đi bốn người á là nó tặng á. Kiểu nó mọng nước mà. Anh lấy hai độ gấp anh xé nó cũng đứt nữa. Dạ, đúng rồi, nó rất là mềm, đúng rồi, nó mềm chứ. Bên trong nó giống như là nó có một cái sự ngọt nước đến từ bên trong á. Thì Bích là chắc là chưa ăn món này đâu. Những ngọn lửa này. Đúng rồi. Tại vì lâu lắm rồi chị Bích không xuất hiện biết. À, sau này là chị Bích phải xuất hiện nhiều hơn đúng không? Nói chung là họ chị em rất là lâu lắm rồi không có hợp mặt á. Kiểu rất là lâu luôn rồi á. Anh Lộc ơi, nó có mọng nước như những cô gái 18 không? Trời, nó mọng nước cỡ 17 rưỡi. Nói theo lời của anh Toàn đang trên sử dụng vlog là nó mọng nước như vợ của bạn. Đúng rồi, đúng rồi, rất là tiếc khi đưa ra không có hợp mặt được. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe quán cà phê đâu, mọng nước như nọc phút. Em là bị dư nước luôn rồi. Mà thật sự là hôm nay là theo cái gọi là cái dự định á là sẽ có anh Toàn với lại một số bạn nữa, nhưng mà thật sự là nếu mà ai đến được á thì vui thôi nha. Còn nếu mà đến không được thì để dịp khác. Đúng rồi. Ừ. Tại vì mình còn sống dai mà. Dạ. Mình sống dai. Không kiểu mà thật sự kiểu chị nói đó là mình đã tức là những người mà có tuổi rồi đúng rồi. Thôi, cho nên những ơi. Cái những cái gì mà hợp nạc rồi nọ thì rất là đáng quý. Con em nó cũng có tuổi á, nó 4 tuổi. À. Ý tuổi chị Mai ai cũng có tuổi. Ý tuổi chị Mai là giống như là anh Ken rồi vậy á. Anh Ken rồi, đúng rồi. Nhưng mà chị cỡ gì em đi ra ngoài nọ em có thể nói già cái tuổi. Ken nè, muốn mua hải sản chứ liên hệ tập sức thợ cho. Dạ. Ông hải sản anh Ken rất là chất lượng. Uy tín luôn á. Uy tín đúng rồi. Có sao nói như vậy. Tươi là tươi, ngọt là ngọt. Nói chung luôn là rất là chất lượng luôn. Anh là anh của Mai mà. Dạ đúng. Sao rồi anh? Em nói sao cơ, là đúng rồi, đồng. Tụi em là kiểu nói chung là mình cũng là một người tay ngang lúc mà em mới bước vô cái nghề ăn uống này thôi. Nhưng mà mình thấy là biết sao mình không phải là đánh chó gì này. Kiểu giống như là tôi bán gì đó. Lúc nào rất là nhiều bạn khuyên em là bây giờ ôi chị ơi chị trộn đồ này nọ đi. Cái nhà mấy cái nhà cung cấp nhà sale đó em. Là cứ chị vậy đâu sao cái này em nó không đâu vậy đó. Nhưng mà em vẫn quyết định là không. Thì dạ, anh đúng. Cũng chia sẻ với em. Anh dạ. Cũng là tay ngang vô ngành hải sản. Ồ vậy hả? Trước khi mà vô làm hải sản là anh phải tự điêu luyện học lớn mấy ông anh dạ. Biết. Dạ. Tới đây em cắt ngang lời cái nữa là giống như anh em chắc cũng là tay ngang vô nghề hết luôn á. Nghề nào cũng tay ngang hết á. Hùng có học hỏi gì không? Có chứ, Hùng nghề múa quạt vô ẩm thực mà. Liếm ra chịu view đó. Cứ Hùng cái nhà. Thì cái nhà nếu mà có thời gian á, cái nhà qua bên kênh Funny Hùng á, lướt lại những clip đầu tiên á. Thanh niên bộ, hồi múa quạt đồ các kiểu cái nhà. Không tin được luôn, múa quạt là sao chỉ có làm ẩm thực. Với lại cái gì? Ảnh pha cái gì bốn loại hả? Bốn loại gì? Tinh tố bốn mùa. Tinh tố bốn mùa. Ôi, cái gì ở động lực nào mà ra ý tưởng á? Thử món này. Thì mình nghĩ là mình làm những điều mà người ta không dám làm. À. Đó, thì sẽ có người coi. Nhưng mà thật ra ai ngờ, ai nhưng mà ai ngờ mới coi. Không ai coi đâu. Mình phải làm nội dung hay và ý nghĩa người ta mới coi nha cả nhà. Mà tinh tố bốn mùa là cái gì với cái gì nè em quên. Cái gì nè, bánh oxy với lại xì tinh.
với lại tương ớt với gì nghe thấy đau bụng đau bụng quá pha chục với sữa chua ba cái hồi thấy đau bụng rồi đó xin phép xin phép cả nhà cho vợ em một miếng chứ vợ em bây giờ đứng cũng hơi buồn hả kiểu như tố ngọt ngọt mà tự nhiên đúng rồi vợ em đâu chẳng có phải tương ớt chưa ôi chấm sốt trời ơi Vợ chồng rất có bình lắm. Em á, em là cái quan điểm của em là không phải em vui với lại em chiêu chọc người ngoài đâu mà chính là vợ em cũng hay vậy đó. Anh nói em mắc cái gì cũng được mà đừng để mất hứng nha. Mở mà em giật cái mờ, giật cái mờ. Nhưng mà thấy không, vợ em vẫn vui vẻ bình thường. Nó chịu đựng thôi. Chịu vẻ giờ đang cầm máy quay. Tức thiệt chứ. Hôm nay đúng 49 đúng 49 gặp 50 rồi gặp cái gen là thiệt. Thôi vô đi bây giờ mình vô đi cũng hợp mặt mà tại miếng bánh kỳ ra em vui thôi mà gác gì đâu rồi vô okay. Vô không lẽ giờ quảng cáo cho anh gen đi chứ nếu ai muốn gặp người đàn ông vui vẻ và lớn tuổi nhất trong bàn này thì cộng nhắc lại nè anh Trang 18 cộng nha chưa nếu mà em nói 18 cộng nếu mà em nói 18 cộng thì em phải cộng thêm 18 nữa cái nó ra nhiều lời người đàn ông lớn tuổi nhất trong màn này ở nhà thì qua 54 Tân Sơn Nhì Tân Phú nha. Nè bây giờ em cắt cái này đi thì cái miếng tay chị nói đây, đây ok em cắt đi. Sao? Mình phải tự cắt rồi mình cảm nhận cái chuyện đó mấy làng khó ở đâu cũng vậy mà cũng hay xin những cái chương trình khuyến mãi cho khán giả xem kênh đó. Đúng rồi. Thì đây cũng có là một cái chương trình khuyến mãi ở bên quán của chị Mai đó thì nếu mà ai đi 4 người sẽ được tặng một miếng bò gì nha cả nhà. Ai mua gà ủ muối mà... mua 2 con tặng con nha. Cái đó là bíp là em chưa được mua gà ủ muối luôn em mua mà nhắn tin không trả lời luôn đó. Ủa vậy? Bữa nào anh sẽ mua gà ủ muối của em. Dạ. Nhưng đây. Mà em tặng cho anh 2 con hả? Mua 1 con tặng 2 mà em tặng luôn 3 con đi thôi đúng rồi tặng luôn rồi không bây giờ nói chơi lại cua hoàng đế lên dạ tụi em mua cua hoàng đế anh tặng em gì ok mua con cua hoàng đế tặng con tôm càng chơi lớn với em luôn à thí dụ em mua con ký tôm sú tặng con cua hoàng đế hả mua ký tôm sú không tặng một con tôm hùm wow chỉ em thôi nha đây rồi mấy bạn em sao hả mấy bạn em sao lên lướt mấy bạn rồi mà mấy nghe mà buồn sao ở trong cái bài của mình rồi hay quá ok người đàn ông 18 xong phải đứng chơi phải đứng phải đứng rồi vô đi anh chị quay từ để tôi cho em miếng em mời anh chen 18 cộng cái anh chen 18 cộng đâu cái này mình chơi anh chơi em lại anh hoài luôn nhiều hoài lắm không phải sau khi cái clip này đăng lên tất sẽ lưu lại cái khúc hồi nãy em mời anh cho em 18 cộng nha cảm ơn em nhờ em á mà anh cũng thiệt hại mới có nhiều đâu lần em ăn chừng 2 với tôm sú được 2 con tôm hùm đó không sao cái đó coi cho cháu anh mà em không được ăn cái con đó kìa em chân tôm sú không được tôm hùm không có mình đã uống đi anh chèn lớn tuổi nhất trong bàn lớn anh ơi có mẹ dắt tôi từ tôm sú qua đây nó vượt mặt đi nha nhìn tôi giả tôi còn gà kèo nữa còn gà kinh tế tôi đó chứ trước giờ bò giác vàng thì mình mới kiểu như là có điều kiện để mình ăn cả nhà còn chắc tôm hùm á thì khoảng một thời gian nữa mình sẽ có điều kiện thì mình mới ghé quán của anh Chen 54 Tân Sơn Nhì mình review được cả nhà ấy còn nếu mà ai có thiện chí thì hỗ trợ cái gì đó thì mình qua mình quay sớm có nhá có chị hỗ trợ nhá có chị Hằng hỗ trợ đây là gì là các bạn hãy cứ đi thưởng thức cứ review tất cả những món ngon tuyệt vời nhất của các quán đi dạ. Sau đó thì ai sợ béo đến chị là liệu trình giảm béo luôn tới đây thì mình cũng phải dùng cái kênh nhỏ nhoi của mình để giới thiệu cái địa chỉ của trung tâm Hằng. Dạ địa chỉ là bao nhiêu chị Hằng hả 725 xẹt 27 Trường Chinh dạ có vậy là gần anh Chen đúng không ạ một cái bên Malaysia nữa nhá ai ở Malaysia chào đón người Việt của mình free hết luôn nha dạ có thôi mà chắc không còn riêng cái bàn này á dạ. Ai sợ béo ai sợ xấu ai muốn trẻ đẹp dài lâu gặp chị hết luôn hôm nay là clip này hơi bị lời nha Linh xin được những cái chương trình này hôm nay mà theo dõi kênh Mập Vút á
mà yêu một phút và yêu tất cả những gương mặt đang có mặt là thưởng thức bò rắc vàng, rắc vàng của Mai, với bò. Yeah. Bò của Mai thì thẩm mỹ Thanh Hằng cũng có 50% dành cho tất cả khán giả của Mà, cái chuyện là phải đọc bát Mạc Phước, Huynh Hùng hoặc là Võ Sư Lộc hoặc là các tên anh chị trong đây ở nhà phải đứng trên anh Ken phải 18 cộng 18 được chứ 18 cộng không được nha. Nhìn là chị cũng chưa nói nhờ bên chị là chủ thấy là sẹo đó. Dạ đúng, dạ đúng. Chị mày chị có thiệt lông không chị? Em lông em nhiều. Chị lông thiệt hơn nhá. Dạ. Thôi nhưng mà em không quên cái chuyện nãy đâu, là hồi nãy em có nói là chị sẽ tặng em một bài opera. Opera. Giờ này là bảo chị hát không nổi. À, vậy thì để cho chị ăn đó. Dạ. Vậy thì tí nữa nha cả nhà. Ok, bây giờ em thử cái này đi. Cái thử và cái món tặng đi. Đây đó. em gấp trực tiếp luôn đi. Em tự ấy đi, em tự cảm nhận đi. Đây cả nhà coi ơi, khói nè. Đó, tại vì mới gấp trong lò ra mà. Thịt bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha các bạn. Này, cái này là chương trình khuyến mãi nè. Dạ đúng rồi, chương trình khuyến mãi đây, ăn khuyến mãi đây. Ôi ăn thịt khuyến mãi ngọt ngọt. Ôi má ơi nó mềm. Ngọt tận tim luôn, ngọt tận xương. Vậy là cả nhà phải nhanh chân mình kéo 4 người tới đây cả nhà. Nói chung là hầu như là nhóm 4 người thì cũng dễ kiếm đó. Tại vì như không nhóm như là 4 người bạn nó cũng dễ mà. Dạ. Rồi xong hay là gia đình đi hai người à, tính con nít luôn nha. Tính con nít luôn nha, tính là tính Nhi luôn, nhóm 4 người là tính Nhi luôn. Mượn được nè. Đúng rồi. Mình dắt con nhỏ bé nào á mà mượn chút xíu mình trả. Đúng rồi, dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Bò hết vậy. Ví dụ như là Linh với bên kia bên bé bánh mì qua là có được tính rồi. Tính luôn, tính luôn. Nhưng mà như là tính hết như nha. Hai người như mà mập như em vô có được tính 4 người không? Không nha. Không nha. Thì là tính đầu người chứ không phải là tính nha, người. Tính đầu người nha, tính đầu người nha. Không tính ký em ơi. Đẹp ca, tại vì sao thật sự luôn á. Mọi người ăn cái đi. Cái gia đình á dắt mấy bạn thiếu nhi đi ăn rất là nhiều. Em thấy cái miếng khuyến mãi như thế nào? Ngon, ngọt. Miếng khuyến mãi là ngon nhất trong cái bàn này luôn á. Ngon hơn cả miếng sát vàng em ạ. Cái gì mà khuyến mãi là nó đỉnh à. Ngon tuyệt đỉnh luôn đúng không em? Còn lắm em ơi. Ngon tận ốc luôn. Còn cái gì khuyến mãi nữa không em? em thôi để anh kêu Dương ra. Đem đồ khuyến mãi về cất. Tôi đau đớn rồi. Ăn cái bò oxy đi. Bò mềm ghê. Tuy là cái tạng nó rất là bự nha, nhưng mà ăn dễ. Cái còn có một cái lớp gân dai dai này nữa nè. Mà mềm như mày, nó ngọt. Bên trong á, nước nữa. Đúng rồi. Rất là nhiều nước. Em thấy là biết không, khi mà nướng rồi là cho dù bây giờ nó chín, cái độ chín càng nó vẫn còn nước ở trong. Đây xin phép mình sẽ ăn thêm mấy cái kim chi. Cái nhà kim chi. Cái này là nó chín sẵn rồi đúng không? Đúng rồi nhưng mà ăn được ở đây. Đâu nữa? Cái đó là lòng mỡ Hàn Quốc đó. Thử đi. Mỡ gì? Lòng mỡ Hàn á. Hồi nãy làm gì anh quên này Mập ơi. Dạ. Nãy làm gì anh quên, làm lại. Kiểu mà muốn là nguyên phải làm lại anh quên, mới làm lâu quá quên. Làm lại anh nhớ rồi. Vô. Lên em ơi. Cầm ly lên. Vô. 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 1 2 3 vô. Nhớ nha, thấy lâu lâu quên là thấy nhắc lại chứ quên. Nghe. Lộc ơi, chị ganh tị với em quá. Sao mấy chị nó chả đạt? Dạ. Chị ganh tị với em lắm luôn. Sao cái ly của em đầy vơi như kia? Ly em nó là kết tinh của em. Em ơi chị, anh chị tình cảm. Bữa nay nó uống này chứ bữa hổm nó ăn ớt không. Còn món gì mình chưa hưởng thức ta? Hình như là lòng bò em cũng ăn rồi luôn. Nói chung là anh thấy em là ngày hôm nay là quay đét đúng không? Dạ. Có em mới có được anh em ngồi ở đây mà được mà ké vậy nè. Đúng không? Đúng không? Nhưng mà hôm nay anh là người sáng clip nhất á. Không dạ. Không biết sáng không nhưng mà anh có một thằng thưởng dành riêng cho em. Dạ. Từ sớm giờ tất cả những gì em có nói gì về anh nhiều quá, cảm ơn em. Cái vú của anh dùm dành cái mấy vú sống gì vậy. Anh bán hải sản hay là tập đoàn siết vậy? Anh bên anh cũng xem những cái món mà mới lạ vô đó em. Thôi được rồi anh ơi, được rồi chị Mai ơi. Chị bỏ đầu bắp ra nữa. Chị bỏ đầu bắp ra mà, nói gì vậy, cái vú là của em. Chị ăn nóng luôn hả? Bỏ đầu bắp ra nè. Em nghĩ sao vú mập cái chút xíu vậy? Đúng rồi, nè. Thôi cho em xin nè. Thì cũng xin cả nhà là mập không thể hoàn thành thử thách của anh em được cả nhà. Thu non thẳng luôn. Ăn kiểu này là siết rồi chứ không phải rồi là ăn nữa. Trời đất ơi, anh bán hải sản mình tưởng anh là bầu siết không à. Thì mọi người ăn mọi người ăn nhiệt tình đi mọi người. Dưới đây, ủa cái này là mực hả anh?
À, là khăn lông, khăn lông. Ờ, kim chi á, kim chi mọi người ăn nếu mà kiểu mà kiểu Hàn á thì nó thường ăn nướng. Mọi người thử bỏ vô nướng. Ừ. Ừ. Nhưng mà ăn sống vẫn được mà. Đúng rồi, đúng rồi, ăn sống vẫn được, ok, nhưng mà thử đi, thử nè, nướng. Bỏ nướng nè. Đúng rồi, thử nướng. Cảm ơn em. Bên chị là tất cả mọi thứ đều thủ công. Nhưng mà đặc biệt đó nha. Đúng rồi vậy. Không phải là đồ ăn ở trong quán Chi Mai ngon, nhưng mà thật sự là mấy bạn nhân viên cũng rất là dễ thương. Em càng trai nữa. Cái ly này là đâu? Mình vô cái mình kết thúc clip để mình uống cho nhiều người cảm ơn. Vô khoan, để em phát biểu cái. Thì cả nhà ơi, thì chắc clip cũng hơi dài lê thê cả nhà. Thì cho phép mập xin mời anh Ken, người lớn tuổi nhất trong bàn. 18 cộng. chị Hằng thì chắc chị Hằng bây giờ cũng chưa no để hát opera được đâu cả nhà. Rồi bé Như ha. Cảm ơn em đã giúp vô trong clip. Cảm ơn chị Mai đã tạo ra được cái bữa ăn ngày hôm nay. Rồi cảm ơn số Vinny Hùng đã tới giúp vui. Đó. Cảm ơn chị Bích, người bạn mới quen nhưng mà rất là xinh xắn nha nhà. Cảm ơn Phụng, chúc Phụng với lại anh Lộc sắp tới sẽ cưới là có cưới rồi đó. Cưới là chúc gì có cưới gì cưới luôn vậy em. Hả? Cưới là chắc chắn cưới rồi. Rồi cảm ơn anh Lộc. Vô. Dạ chị nói thôi giờ. Rồi, 1 2 3 vô. Anh em ơi. Ồ. Uống hết rồi. Sao mắc tụt vậy? Thì cũng rất là cảm ơn cả nhà nãy giờ đã dành thời gian xem hết clip của kênh Mập Food nha cả nhà. Thì anh em mình xin kết thúc clip tại đây để mình ăn uống cho nó nhiệt tình hơn xíu nữa. Thì bây giờ hẹn cả nhà vào clip sau thôi. Bye bye. Bye, bye.